Hi, chào anh em. Chào mừng em quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Tiếp tục vào series những chiếc laptop trong khoảng giá 10 triệu ngon bổ rẻ nhất thì hôm nay mình mang đây tiếp tục cho anh em hai chiếc laptop nữa, và hôm nay thì sẽ là ứng cử viên đến từ nhà Acer anh em ạ. Hai chiếc laptop này bây giờ phải nói có một cái mức giá nó rất là rẻ, nó rất là yêu thương. Và lần lượt hai chiếc laptop đó mình mang đây. Đây sẽ là chiếc Acer Sphere A412DA này. Đấy, phiên bản mã DA là sử dụng cấu hình của AMD. Còn bên tay trái của các bạn sẽ là chiếc Acer Sphere A415EA. Wow, EA tức là chúng ta đã sử dụng Intel Gen 11 rồi đấy. Nó rất là ngon, nó rất là bổ và rất là rẻ. Đặc biệt nó chỉ trong khoảng giá hơn 10 triệu một xíu khoảng thôi. Rất là ngon đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về những cái điểm ngon của hai em này, và hai em này nó có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong video này anh em nhé. Bắt đầu thôi nào. Thì đầu tiên, với hai em máy này thì chúng ta sẽ đều có cái lớp sơn bên ngoài là màu bạc. Đấy, màu bạc sáng trông nó rất là thanh lịch, rất là lịch lãm. Với cái phiên bản A415EA này thì em nó đã được mang một cái thiết kế nó khá là mới rồi, và cái phần mặt lưng nó là hoàn toàn bằng kim loại, hoàn toàn bằng kim nhôm. Nó cứng cáp hơn là cái phiên bản DA412 này, nó sẽ làm bằng nhựa. Và hơn thế nữa là cái logo Acer Sphere này nó đặt ở đây, nó được in bằng khắc bằng công nghệ nano 3D này, trông nó sáng bóng và nó đẹp hơn rất là nhiều so với cả cái logo của Acer và những cái đường tròn đồng tâm ở phiên bản DA đúng không nào anh em. Đấy, đây là một cái thiết kế nó hơi cũ một chút cho cái phiên bản của năm ngoái. Còn đây sẽ là một cái phiên bản của năm mới này, cho chúng ta một cái thiết kế mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn và cứng cáp hơn nữa. Đầu tiên thì với cái phần viền màn hình ở bên trên, mình không hiểu sao rằng là cái phần viền màn hình của cái chiếc 412DA này nó lại cho mình một cái phần viền nó mỏng hơn so với cả chiếc 415EA anh em ạ. Đấy, anh em nhìn này, nó mỏng hơn khá nhiều đấy. Bên trên thì chúng ta vẫn sẽ có webcam và micro làm thoại, sẽ không bị lật bỏ đi bất cứ thứ gì cả, nhưng mà cái phần viền nó mỏng hơn cho mình một cái khả năng quan sát nó được tối ưu hơn. Và về màn hình thì cả hai chiếc laptop này đều có chiếc màn hình kích thước là 14 inch anh em ạ. Khá là nhỏ gọn để chúng ta có thể thuận tiện mang đi bất cứ đâu, phục vụ cho cái nhu cầu học tập hay làm việc đều rất là tiện anh em nhé. Đấy, kích thước màn hình là 14 inch và cũng đều được phủ lên đây một cái lớp mịn, lớp mờ để chúng ta có thể sử dụng ở trong những môi trường tranh sáng nó được tối ưu hơn. Đấy là về phần màn hình. Rồi khi mà chúng ta nhìn được phía bên dưới thì những cái chiếc Vivobook của năm nay chúng ta sẽ có một cái hệ thống bàn phím trông nó rất là quen thuộc đúng không nào. Với cái phím Enter viền vàng nó cực kỳ nổi bật ở đây, với cái slogan tôi là tâm điểm của Acer đây, chúng ta sẽ có một cái phím Enter màu vàng nó rất là nổi bật. Đấy, bàn phím thì cũng không có gì khác nhau nhiều đâu. Với cái phần bàn phím của 412DA thì nó sẽ hơi bo bo cong ở những cái keycap, còn 415 thì nó không, nó sẽ hơi vuông vức hơn một chút. Nhưng mà theo mình thấy rằng là cái phần bàn phím của 412DA nó sẽ cho mình một cái hành trình phím nó sâu hơn và độ nảy nó tốt hơn nữa. Đấy, còn trên chiếc 415EA này thì cái hành trình phím nó hơi nông hơn một chút, chỉ một chút thôi, không đáng kể. Nó vẫn mang lại một cái trải nghiệm gõ phím nó rất là tốt anh em nhé. Đấy, trên bàn phím của những chiếc Acer mang lại cái trải nghiệm gõ phím nó vẫn rất là tốt. Ok, đấy với phần bàn phím. Còn touchpad thì cũng khá là giống nhau. Chúng ta vẫn sẽ có một chiếc touchpad được phủ lên là một cái lớp kính anh em ạ. Và bên góc bên phải phía trên touchpad là một cái chiếc cảm biến vân tay để có thể tăng cái khả năng bảo mật của chiếc máy này nó được tối ưu hơn, nó được tốt hơn. Nhìn qua về tổng thể thiết kế của hai chiếc laptop này thì mình thấy rằng là tất nhiên cái thiết kế mới lúc nào cũng cho chúng ta một cái kiểu dáng mới mẻ hơn, nó đẹp đẽ hơn và chất lượng build của nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều nữa. Chính vì thế mà về phần thiết kế thì mình thấy rằng là cái chiếc Vivobook A415EA này nó sẽ cho mình một cái thiết kế nó đẹp đẽ hơn và nó perfect hơn so với cả chiếc 412. Và cái phần tiếp theo mình nghĩ là mình phải mang ra so sánh giữa hai máy này, đấy chính là về phần cấu hình. Và hai máy này thì nó có một cái mức giá nó chênh lệch nhau đến khoảng hơn 1 triệu đồng cơ. Một em thì sấp xỉ 11 triệu, một em thì hơn 12 triệu một xíu. Đấy, và anh em biết là máy nào có mức giá cao rồi đúng không nào? Tất nhiên là Intel rồi. Nhưng mà giá cao thì em nó sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều thứ, chứ không phải chỉ là cái mác Intel nữa anh em ạ. Và mình sẽ nói sơ qua một chút về thông số cấu hình của hai máy trước nhé.
Đầu tiên thì với cái em A442DA chúng ta sẽ có, đấy chính là bộ cấu hình hoàn toàn đến từ AMD. Mã DA mà chúng ta sẽ có cấu hình hoàn toàn đến từ đội đỏ hết. AMD Ryzen 3 3250U với xung nhịp là 2.6GHz và boost clock có thể là 4A và là 3.5GHz với boost clock có thể là 3.5GHz. Đấy. Các đồ họa đi kèm sẽ là AMD Radeon Vega 3 anh em ạ. Nếu mà khoảng một năm trước đây thì bộ cấu hình như này là rất mạnh mẽ. Chúng ta có thể sử dụng để có thể chiến game hay là giải trí cơ bản ở trên em máy này đều rất là vô tư và thoải mái. Đấy, với một cái bộ cấu hình như thế. Nhưng mà với em Intel bây giờ đây cũng không hề thua thiệt một chút nào cả. Chúng ta sẽ có là Intel Core i3 và đây là thế hệ thứ 11 rồi. Với cái em i3 này chúng ta sẽ có là i3-1115G4 và xung nhịp là xung nhịp base clock sẽ là 3.5GHz, boost clock có thể là 4.1GHz cơ. Đấy, vẫn là 2 nhân và 4 luồng, hai em này đều là 2 nhân và 4 luồng. GPU của em i3-1115G4 này nó sẽ lên là 28W điện cơ, sẽ cho chúng ta có thể xử lý được những cái tác vụ nó hơi nặng hơn một chút trong khoảng thời gian ngắn. Đấy là vì sao mà mình muốn nói rằng là cái em i3 này bây giờ đây nó không hề chịu thua thiệt AMD một chút nào cả. Nó vẫn đã mạnh mẽ hơn khá là nhiều và rất là xứng đáng trong tầm giá. Hơi tiếc một chút là em i3 này thì nó sẽ không được đi kèm đấy là Iris Xe Graphics như là phiên bản i5 và i7, nhưng mà cũng nó vẫn rất là mạnh mẽ anh em ạ. Nó thực sự vẫn rất là mạnh mẽ để chúng ta có thể sử dụng vào những cái tác vụ như là chiến game nhẹ nhàng, LOL này. Đấy, anh em hỏi là những máy này có thể chiến được LOL không? Có, chiến được. Hoàn toàn vô tư anh em nhé, ở mức setting thấp thôi. Và vừa xong rồi chúng ta đã vừa đi qua CPU cũng như là các đồ họa đi kèm. Thì thực sự với hai cái em máy này nó đều trong ta một cái mức cấu hình nó khá là mạnh mẽ. Mạnh mẽ ở đây là trong cái tầm tiền khoảng 10 triệu đồng chúng ta nhận lại được gì, chứ không phải là mạnh mẽ so với cả những em 15, 16 triệu hay là 20, 21 triệu gì đó mình nói nó là mạnh mẽ đâu. Không phải anh em nhé. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ có RAM là 4GB, cả hai máy đều có RAM là 4GB và onboard. Ngoài ra thì sẽ có thêm một khe để có thể nâng cấp. Mình không rõ là có phải có thêm một khe để nâng cấp hay không. Đây là thông số mà Asus đã gửi xuống về cái thông tin về sản phẩm. Nhưng mà thường thì những hãng như là Asus họ sẽ không rõ ràng cho lắm về những cái thông số cấu hình mà chúng ta buộc phải tháo máy ra và xem chi tiết hơn ở trong. Đấy. Đấy là thông số tham khảo thôi anh em nhé. Còn về ổ cứng thì sao? Trên cái em Viewbook A415EA này chúng ta sẽ có là SSD 256GB PCIe Gen 3. Còn trên cái em Viewbook A412DA này mức giá nó rẻ hơn, cấu hình nó thấp hơn, nhưng mà em nói được trang bị một cái ổ cứng nó mang cái dung lượng lớn hơn, lên đến 512GB cơ anh em ạ. Cho chúng ta một cái khả năng lưu trữ nó rất là thoải mái. Đấy. Đấy là về sơ qua về thông số cấu hình của hai máy này anh em nhé. Đều rất là ổn trong tầm tiền mà chúng ta bỏ ra đúng không nào. Trong cái tầm tiền này thì để mà chúng ta đòi hỏi Ryzen 5 hay là Intel Core i5 thì chắc chắn là sẽ không có đâu. Mà i3 mà lại còn Gen 11 như này đều rất là ổn rồi anh em ạ. Đấy, rất là hợp lý trong cái tầm tiền mà chúng ta phải bỏ ra rồi đấy. Ok, đấy là về thông số cấu hình. Còn gì nữa không nhở? Chúng ta sẽ có những cái thứ gì khác xung quanh. Tiếp theo là về thời lượng pin đi. Thời lượng pin ở trên hai em máy này thì phải nói là cũng tiền nào của đấy thôi. Chúng ta cũng không hy vọng một cái viên pin nó quá là lớn được để chúng ta có thể sử dụng cả ngày đâu. Với cái em Viewbook A412DA này thì chúng ta sẽ có viên pin là 2 cell 32Wh để chúng ta có thể sử dụng ở chế độ tiết kiệm pin vào khoảng độ 5 tiếng đồng hồ. Còn với cái em A415EA này chúng ta sẽ có viên pin là 3 cell 42Wh cho chúng ta có thể sử dụng được lâu hơn trong khoảng độ 5 đến 6 tiếng đồng hồ chế độ tiết kiệm pin. Tùy vào tác vụ chúng ta sử dụng có thể lên tới tận 7 tiếng đồng hồ cơ anh em ạ. Đấy. Với một cái mức thời lượng pin như thế thì chúng ta cũng có thể tự tin hơn khi mà mang ra ngoài để đi học hay là đi làm hay đi cà phê rồi đúng không anh em. Ok. Về đấy là về thời lượng pin, cổng kết nối có gì khác nhau không nhỉ? Về cổng kết nối thì cũng khá là giống nhau. Ok, cổng kết nối khá là giống nhau. Chúng ta mình sẽ đi qua một chút về cổng kết nối anh em nhé. Trên cái em 415EA này sẽ có một cổng HDMI full size này, một cổng USB Type A, một cổng USB Type C 3.2 Gen 1, một cổng audio 3.5, một jack audio 3.5. Bên này sẽ là hai cổng USB Type A nữa và một khe cắm thẻ micro USB. Và vừa xong đó là một cái bài so sánh nhanh của mình về hai chiếc Asus Viewbook A415EA và A412DA. Thì thực sự là nếu mà chúng ta có điều kiện ấy, chúng ta thêm một chút tiền nữa để sắm cái em 415EA này, nó sẽ mang cho chúng ta rất là nhiều thứ và
mức cái hiệu năng của nó cũng đảm bảo hơn so với cả cái chiếc 412 DA này. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa có thực sự quá dư giả về tài chính thì có thể cân nhắc đến cái em 412 DA này, cũng là một sự lựa chọn khá là hợp lý, khá là ngon ở trong cái tầm tiền này, với bộ cấu hình Intel, với một cái bộ cấu hình đến từ AMD. Nó mang lại cho chúng ta một cái mức hiệu năng trên giá thành phải nói là rất hợp lý tại thời điểm hiện tại anh em ạ. Đấy, ngoài ra thì sẽ có thêm là dung lượng lưu trữ khá là lớn nữa, kích thước thì rất là nhỏ gọn, chúng ta có thể thuận tiện mang đi bất cứ đâu. Ok, còn với cái em 415EA này thì khỏi phải nói rồi, chất lượng build rất là tốt, hiệu năng các thứ đều ổn. Đấy, thời lượng pin cũng ổn áp hơn nữa. Còn anh em, không biết là anh em nào đã từng sở hữu qua hai máy này chưa và có cái cảm nghĩ gì về hai máy này? Hãy cùng chia sẻ phía bên dưới phần bình luận của video này để chúng ta cùng vào và thảo luận với nhau anh em nhé. Mình hy vọng là anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này, hãy đừng quên là ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn like, subscribe channel cũng như là nhấn nút chuông để có thể ủng hộ chúng mình để chúng mình có thể làm những video tốt hơn trong tương lai anh em nhé. Chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.